Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 47 tìm giá trị lớn nhất trong ma trận số nguyên. Ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để minh họa cho cái bài tập này. Mình cho một cái mạng A gồm có 2 dòng, 3 cột gồm các phần tử là 1, âm 2, 4, 3, âm 1, 5. Đấy. Thì nhìn vào đây, các bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy được cái phần tử số 5 này. Đấy, có giá trị 5 này là cái phần tử có cái giá trị lớn nhất, đúng không ạ? Thì nó sẽ trả về cái giá trị của cái min max là 5. Đó chính là cái giá trị lớn nhất của cái ma trận A này. Đấy. Thì đây là với trường hợp đơn giản, các bạn có thể nhìn và có thể biết được ngay. Nhìn vào mạng cái ma trận này và có thể biết được ngay. Nhưng với cái trường hợp mà ma trận này có nhiều phần tử thì các bạn làm như nào có thể tìm ra nhanh được? Thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái chương trình để giải quyết cái việc đó. Đấy. Thì cái thuật toán để giải bài toán này thì mình sẽ làm như sau. Thì đầu tiên mình sẽ gán một cái giá trị lớn nhất cho một cái phần tử AI nào đó. Đấy. Ví dụ mình gán cái giá trị lớn nhất, giá trị max bằng cái phần tử ở A00 của cái ma trận A đấy. Thì lúc đó mình sẽ lấy cái giá trị max đó và so sánh với từng phần tử của cái ma trận A. Và nếu như ở cái trường hợp nào mà cái biến max đó nó bé hơn cái giá trị AEG của cái ma trận A ấy, thì lúc đó mình sẽ gán cái biến max bằng cái giá trị của cái giá trị của cái phần tử AEG đó, và sau đó sẽ in ra kết quả luôn đấy. Rồi, ok, như vậy đó là cái thuật toán để chúng ta có thể giải bài tập này ạ. Bây giờ mình sẽ đi vào giải chi tiết. Thì ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một số cái bước cơ bản để giải bài tập này, đó là những cái bước khai báo thư viện này, bước nhập ma trận này và bước xuất ma trận. Thì đây là những bước rất cơ bản khi các bạn muốn làm quen với cái ma trận, đúng không ạ? Đấy, những cái bước này thì đó là một cái bước tất yếu đấy mà chúng ta cần phải trang bị. Đầu tiên mình sẽ nói qua một chút về cái thư viện. Thì ở đây thư viện mình sử dụng STDO này, Corneo, Max và define thêm một cái Max có cái độ lớn là 100. Rồi, sau đó sẽ đến cái hàm xuất mạng này, hàm nhập mã trần này. Đấy, trong cái hàm nhập mã trần này thì chúng ta cần phải biết nhập được cái số dòng và số cột của cái mã trần A, đúng không ạ? Đấy. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào cái nhập số dòng. Thì cái nhập số dòng và nhập số cột thì nó hoàn toàn tương tự nhau. Cấu trúc cấu lệnh nó cũng tương tự nhau. Đấy, chỉ thay là dòng và cột thôi. Rồi, về đầu tiên về số dòng. Số dòng thì mình sẽ sử dụng một cái cấu trúc do while. Đấy, trong cái do này thì mình sẽ nhập cái số dòng vào. Đấy, và sau đó sẽ kiểm tra xem cái số dòng đó nó đã hợp lệ hay chưa. Đấy, và nếu như nó chưa hợp lệ thì sẽ in ra cái câu text là số dòng không hợp lệ và xin kiểm tra lại. Và khi nó sau khi nó đã in ra cái dòng này thì nó sẽ quay lại cái bước nhập vào cái số dòng. Đấy, nó sẽ quay lại cái bước đầu nhập vào số dòng. Đến khi nào mà cái số dòng nó đã hợp lệ đấy thì nó sẽ tiếp tục thực hiện những câu lệnh ở phía sau, đó là nhập số cột. Đấy, nhập số cột thì ở đây cũng sử dụng một cái câu lệnh do while. Cái cấu trúc của nó hoàn toàn tương tự như cái nhập số dòng ở đây. Đấy. Thế nên là và sau khi đã nhập cái số cốt rồi ạ thì nó sẽ đến cái phần là nhập các cái giá trị cho cái ma trận này. Thì để nhập cái giá trị cho ma trận này thì ở đây mình sẽ sử dụng cái vòng lọc, hai cái vòng lọc for lồng vào nhau đấy. Thì cái vòng lọc đầu for đầu tiên nó sẽ chứa cái vòng lọc for thứ hai. Đấy. Vòng lọc for đầu tiên nó sẽ dùng cái biến chạy là y với cái giá trị khởi tạo bằng 0, nó sẽ chạy đến cái giá trị là chạy giá trị dòng trừ 1. Đấy, và cứ sau mỗi lần y như vậy thì nó sẽ tăng y lên 1 đơn vị.
Và cái vòng lặp for thứ hai này tức là gì? Tức là với mỗi cái giá trị của cái vòng lặp for đầu tiên thì nó sẽ chạy hết tất cả các cái giá trị z đây của cái vòng lặp for thứ hai đây. Đấy, và sau khi đã chạy hết tất cả các giá trị của z đây thì nó mới tăng cái giá trị y này lên và tiếp tục cái vòng lặp iz. Đấy. Và với việc như thế thì nó sẽ in ra được cái cách in ra được cái tất cả các cái phần tử như là nhập a, ví dụ ở đây mình ví dụ một cái ví dụ thực tế là a nhập, nó sẽ in ra cái dòng là khi cái y này bằng không này thì nó sẽ in ra là nhập a 00. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ nhập vào, sau khi nhập thì nó sẽ nhảy đến cái vị trí phần tử tiếp theo là nhập a 01. Đấy, nó sẽ nhảy và nó cứ làm như thế cho đến cái khi là nhập a 00 cốt trừ z. Đấy, cốt trừ 1. Thế nên các bạn là nó sẽ nhập yêu cầu chúng ta nhập cái giá trị 0 a 0 cốt trừ z cốt trừ 1. Đấy, sau khi đã nhập xong cái phần tử đó thì nó sẽ tăng y lên một đơn vị và nó tiếp tục bắt chúng ta nhập tiếp. Đấy, đến khi nào cái giá trị y nó đến cái giá trị y bằng số dòng này trừ đi 1 thì nó sẽ kết thúc. Đấy. Và như vậy thì chúng ta có thể nhập được hết tất cả các cái phần tử của cái ma trận đó, đúng không ạ? Rồi sau khi đã nhập thì chúng ta sẽ đến cái hàm suất. Đấy, trong cái hàm suất ma trận này thì chúng ta cũng sử dụng một cái vòng lặp for giống như cái vòng lặp for ở cái hàm nhập ma trận ở đây, đúng không ạ? Nó chỉ khác một điều là ở cái phần này thì chúng ta dùng cái câu lệnh print để in ra các cái phần tử của ma trận. Đấy, đúng như cái tên gọi của nó là suất ma trận, đúng không ạ? Rồi, cái câu lệnh print này ở đây đấy, thì nó có ý nghĩa là cứ sau một hàng á, thì nó sẽ xuống hàng cách ra hai hàng đấy, và sẽ in ra cái giá trị của hàng tiếp theo trong cái ma trận. Rồi, sau khi đã viết xong cái hàm suất ma trận đấy, thì chúng ta sẽ đi vào một cái hàm tính toán. Tính toán ở đây tức là gì? Nó sẽ tính toán được cái giá trị lớn nhất của cái ma trận đó, đúng không ạ? Nên là mình sẽ đặt cái kiểu dữ liệu cho nó là kiểu integer và sẽ đặt tên cho nó là tìm max, đúng không ạ? Tức là tìm giá trị lớn nhất. Trong đây thì mình cần phải có a này và đương nhiên là sẽ phải có dòng này và code. Đấy, trong cái hàm tìm max này thì mình cần phải làm gì? Thì đầu tiên mình sẽ phải khai báo một cái giá trị gọi là giá trị max bằng một cái giá trị nào đó của bằng một cái giá trị a iz nào đó của cái ma trận a. Ở đây mình sẽ cho cái giá trị nó sẽ là bằng a 0 0. Đấy, mình khởi tạo cho nó giá trị max đầu tiên là a 00. Sau đó sẽ sử dụng cái vòng lặp for này giống y nguyên cái vòng lặp for của cái phần suất max suất ma trận cũng như là hàm nhập ma trận y bằng 0 này, đúng không ạ? Và sau đó y này, bé hơn dòng này và y cộng cộng này. Rồi sau trong cái vòng lặp for này mình tiếp tục sử dụng một cái vòng lặp for tiếp. Ở đây cái biến chạy là z bằng 0 và với cái z này nó bé hơn cái cột và z cộng cộng. Trong vòng lặp for này thì mình tiếp tục sử dụng một cái cấu trúc để có thể tìm một giá biến max. Mình sẽ sử dụng cái cấu trúc điều kiện là câu lệnh if nếu như mà cái giá trị a iz này, đúng không ạ? Vậy nếu cái giá trị a iz này nó mà lớn hơn cái giá trị max thì lúc đó nó sẽ làm gì? Khi mà cái giá trị iz nó lớn hơn giá trị max, đúng không ạ? Thì lúc này thì giá trị max lúc này nó sẽ không phải là giá trị lớn nhất, đúng không ạ? Và cái giá trị iz mới là cái giá trị lớn nhất. Đấy, và lúc đó nó sẽ gán cái biến max này bằng cái giá trị của iz. Đấy. Rồi.
Và bằng cái vòng lập for, sử dụng cái vòng lập for này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm ra được cái giá trị lớn nhất, đúng không ạ? Đấy, vì cái vòng lập for này thì nó sẽ đi hết được tất cả các cái giá trị của cái mạng A, gây ra ma trận A đấy. Và kết quả của cái hàm tìm max này nó sẽ trả về là giá trị của cái biến max. Đấy, như vậy là mình đã tìm được cái giá trị lớn nhất của cái ma trận A đấy, đúng không ạ? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái hàm main. Và trong hàm main này thì mình cần phải làm gì? Đầu tiên mình sẽ phải khai báo cái mạng cái ma trận A. Sau đó sẽ là khai báo cái số dòng và số code cho nó. Dòng và code là những cái số nguyên, đúng không ạ? Đấy. Sau khi đã khai báo dòng và code này thì chúng ta sẽ gọi cái hàm nhập mạng nhập mã trận và xuất mã trận, đúng không ạ? Đây sẽ A dòng và code. Tiếp theo sẽ là một cái câu lệnh print để chúng ta ngăn cách giữa cái hàm nhập mã trận và xuất mã trận sau khi đã chúng ta in ra cái màn hình đấy. Mình sẽ tạo khoảng cách giữa hai cái đó với nhau bằng cách xuống hàng. Và sau đó sẽ là cái hàm xuất. Chúng ta phải gọi cái hàm xuất là xuất ma trận. Nó cũng phải là A này, dòng này, và cột, đúng không ạ? Rồi, sau khi đã xuất ma trận rồi ạ, thì chúng ta cần phải khai báo một cái biến gọi là biến kết quả. Ở đây mình sẽ khai báo cái biến kết quả. Thì cái giá trị của cái biến kết quả này sẽ là bằng cái giá trị trả về của cái hàm tìm max, đúng không ạ? Và đây sẽ là A này, dòng và cột. Sau khi đã có cái kết quả này rồi, chúng ta sẽ phải in nó ra, đúng không ạ? Đấy, đây mình sẽ sử dụng câu lệnh print để in nó ra màn hình. Đây mình sẽ đặt là giá trị lớn nhất của mạng của ma trận là, đây sẽ là phần trăm d, đúng không ạ? Và cái địa chỉ của nó sẽ là kết quả, cái biến kết quả. Rồi sau đó sẽ sử dụng thêm cái câu lệnh get, và sau đó sẽ là return 0. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần viết code cho cái bài tập này. Bây giờ mình sẽ chạy để kiểm tra. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Rồi như vậy là cái trình biến dịch nó không báo lỗi, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nhập vào cái số dòng. Ở đây mình số nhập số dòng là 2 và số code là 3. Mình sẽ nhập các cái phần tử cho ma trận như sau: 1, 2, 3, âm 3, âm 5, âm 4 cũng được. Và cái giá trị là 10. Đấy. Thì ở đây các bạn đã thấy thì nó đã in ra các cái phần tử của cái mạng A, đúng không ạ? Gồm có là 1, 2, 3 này, trừ 4 này, trừ 3, trừ 4 và 10 này. Thì nhìn vào đây chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là 10, cái phần tử 10 này là cái giá trị lớn nhất của ma trận, đúng không ạ? Đấy, thì ở đây nó cũng đã in ra cái giá trị 10 đây. Thì như vậy là thì mình đã giải quyết được cái bài tập tìm cái giá trị lớn nhất của ma trận các số nguyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.